Đây là trang bàn thờ tối giản Khải Toàn giới thiệu với các bạn. Nhân vật chính của chúng ta bao gồm ông thần tài và ông thổ địa. Ông thổ địa đại diện cho đất đai, ông thần tài đại diện cho tài lộc. Chào các bạn trở lại với kênh của Khải Toàn. Hôm nay Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt thần tài thổ địa sao cho phù hợp và đúng nhất. Các hộ kinh doanh thờ phụng thần tài thổ địa cũng mong muốn ở yên ổn và mang lại tài lộc cho gia chủ. Trên bàn thờ gồm có những gì? Mỗi sáng nên thắp bao nhiêu cây hương? Có được dọn bát hương hay không? Tượng thờ hai ông thần tài thổ địa có phải càng to càng tốt hay không? Nên cúng thức ăn gì, cúng vào những ngày nào, vân vân và mây mây. Trên bàn thờ gồm có những gì, Khải Toàn luôn mong muốn mang lại sự tối giản trong việc thờ phụng, nhưng không kém phần trang nghiêm. Chính vì sự tối giản, nên trên trang thờ chỉ cần có những vật dụng sau đây. Chúng ta có câu đông bình tây quả, không phải là hướng đông đặt bình và hướng tây đặt quả, ý nói là một bên đặt bình, một bên đặt quả. Do diện tích bàn thờ nhỏ bé, chúng ta linh động trong việc bài trí. Ngoài ông địa và ông thần tài, sau lưng có bài vị. Còn đây là chung gạo. Đây là năm chung nước. Năm chung nước đại diện cho ngũ phương, tức là ngũ hướng. Ngoài ra còn đại diện cho nhân, nghĩa, lễ, chí, tính. Như các bạn cũng biết, hoa đại diện cho vô thường, quả đại diện cho nhân quả. Ta trồng hạt nào ta có quả ấy. Pháp khí trên bàn thờ thổ địa ta nên chọn bằng đồ gốm sứ, tại vì gốm sứ là thuộc thổ. Đây là thiềm thừ. Thiềm thừ hay cốc vàng được gọi là cốc ngậm tiền, là linh vật biểu trưng cho thịnh vượng giàu có. Tượng cốc ngậm tiền đã trở thành biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc. Thông thường cốc ngậm tiền nên quay đầu vào trong. Tất cả liên quan đến tài lộc, liên quan đến tiền hoặc là két sắt nên kín đáo và quay vào trong. Các bạn nên chuẩn bị một cái cọ để vệ sinh sơ ông địa ông thần tài. Ngoài ra có thể sắm thêm một cái cọ khác để vệ sinh xung quanh bàn thờ. Với diện tích trang thờ 40cm thì ông địa ông thần tài size tầm 14-18cm là phù hợp. Nói về kích thước bàn thờ, kích thước tính theo chiều ngang là đơn giản nhất. Ta có 40, 60 hoặc 80cm. Trung bình ta có 4 hoặc 50. Tùy vào diện tích của phòng hoặc là diện tích của không gian, ta chọn kích thước phù hợp. Không phải to là ứng nghiệm, quan trọng nhất vẫn là phù hợp và thẩm mỹ. Ví dụ kích thước 40, ta nên chọn tượng từ 14-18cm. Với kích thước bàn thờ từ 5-60cm, ta có thể chọn tượng từ 18-24cm. Với kích thước bàn thờ từ 80cm cho đến 1m, đây là trang thờ khá to. Ngoài những món trên bàn thờ, điều đầu tiên ta quan tâm là vị trí đặt bàn thờ, đặt sao cho đúng, đặt sao cho phù hợp. Điều đầu tiên Khải Toàn muốn các bạn lưu tâm đó là kích thước bàn thờ so với diện tích của phòng nên vừa phải. Vị trí đặt bàn thờ, tầng trên và tầng dưới không nên có nhà vệ sinh, không nên đối diện cửa nhà vệ sinh. Kỵ dưới gầm cầu thang, kỵ dưới xà ngang, kỵ gần thùng rác hoặc là nơi thiếu trang nghiêm, kỵ để đồ đạc lung tung lên trang bàn thờ và kỵ mất vệ sinh. Hướng của bàn thờ không nhất thiết xoay ra cửa chính, xoay ngang vẫn được. Phải phù hợp tiện ích chung của căn phòng. Khải Toàn xin nhắc lại, vị trí đặt bàn thờ lưng nên có điểm tựa, ở nơi trang nghiêm và luôn luôn sạch sẽ là điều tốt nhất. Mỗi tuần ta nên vệ sinh trang thờ, ta nên có một cây cọ quét ông địa ông thần tài và một cây cọ khác để quét trang thờ. Khi bát hương quá nhiều tàn nhang nên dọn cho sạch lại và thường xuyên châm nước uống. Ông địa ông thần tài thuộc địa chủ thần, có thói quen cũng giống như con người, có thể ăn ngọt lẫn ăn mặn. Nhưng vì sự thanh tịnh, ta nên cúng đồ ngọt hoặc cúng đồ chay. Đối với con người là đoàn thực,
tức là ăn là phải nhai. Đối với thế giới tâm linh là xúc thực, chỉ cần ngửi, không nhất thiết phải nhiều và phải to. Vì thế các bạn nên cúng đồ chay hoặc là cúng trái cây, giống như con người của chúng ta, ăn càng nhạt càng thanh tịnh. Với các hộ kinh doanh, không nhất thiết phải thắp nhang mỗi ngày. Một nén nhang tốt hơn một bó nhang tạp. Bàn thờ không nhất thiết phải to, cúng kiến không nhất thiết phải nhiều, chủ yếu là sự thành tâm. Tâm thành, việc sẽ thành. Hôm trước Khải Toàn xem phong thủy ở quận 7. Căn hộ hơn 120m2, anh gia chủ thiết kế sẵn một nơi dành cho ông Điện thần tài. Nhưng vì nghe theo lời mẹ hoặc là chiều theo lời mẹ, mang ông Điện thần tài ra ngoài phòng khách để. Để lưng không có điểm tựa khá là chơi vơi. Bản thân anh chị gia chủ này trong suốt thời gian đó hoàn toàn không yên tâm và hoàn toàn không thoải mái. Theo mẹ của anh gia chủ thì ông Điện thần tài nên hướng ra cửa. Vì chiều mẹ, anh ta làm theo. Thực tế, ông Điện thần tài không nhất thiết phải hướng ra cửa. Với nhà căn hộ càng rất là khó bài trí bàn thờ ông Điện thần tài. Vì thế, phù hợp tiện ích là tốt nhất. Thờ ông Điện thần tài là cầu mong thần tài thổ địa ở nơi ta sinh sống phù hộ cho ta may mắn về tài lộc. Nhưng thực tế, ông Điện thần tài là một phần ta thờ tâm của ta. Bản thân chúng ta luôn muốn gọn gàng sạch sẽ, luôn muốn đẹp đẽ, luôn muốn ăn ngon. Vì thế nên đối đãi với ông Điện thần tài cũng y như vậy. Khải Toàn xin nhắc lại, bàn thờ ông Điện thần tài nên phù hợp diện tích. Mỗi ngày nên lau dọn hoặc là châm nước ông Điện thần tài. Chúng ta ăn gì nên cúng thứ ấy, nên cúng thứ thanh tịnh, hoa quả hoặc là đồ chay. Xem trọng việc thờ cúng là thiên về duy tâm, nhưng các bạn đừng quên, chính chúng ta vẫn phải cố gắng, vẫn phải nỗ lực. Mỗi khi bán ế, đừng đổ lỗi cho ông Điện thần tài, mà phải xem lại chính bản thân của chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa. Vì khi kinh doanh, có rất nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải chuẩn bị. Nói cách khác, thờ ông Điện thần tài cho tâm của ta an hơn. Chính bản thân chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Để buôn mai bán đắt, ông Điện thần tài chỉ phù hộ cho những người có tâm thành, làm ăn chân chính. Tựa như ta gieo hạt nào, ta có quả ấy. Hy vọng các bạn có thể hiểu được ý nghĩa của thần tài thổ địa mà thờ phụng sao cho phù hợp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.